Hey guys, we back again with another video. Don't mind how I look right now because it's early. But we're going to be doing a nail vlog today, so I'm going to get with you guys when I get there. So I'm here. Nếu nó chưa quan còn tình nghĩa cho chồng gì đó mà ăn đủ thì còn nghĩ không biết làm sao. Con đủ hồi bữa hồi ngày hôm qua ha, hồi ngày kia. Đúng rồi, ngày hôm qua nó nói với tao là nó ngủ không có được nguyên đêm. Nó chỉ nói vậy thôi chứ nó không nói gì hết trơn. Em biết hả? 2 giờ đêm điện về, 6 giờ sáng điện về. Nó nói nguyên đêm luôn, nó ngủ không được, nó điện về Việt Nam. No. So guys, they're done. Oh, we having tacos.